chi lời đắng cay, nói chi lời oán than. Người ơi tại sao hôm nay em đành nói ra, em không muốn nghe, nói ra cũng thế thôi, nói ra cũng mất nhau. Giờ anh cương quyết hôm nay anh phải bước đi, em trắng tay. Đừng nói đã đến lúc ta không còn hiểu được nhau, đừng nói sao giờ đây em không còn hiểu được, làm sao em hiểu cảm giác của anh thế nào khi lòng em biết em sắp mất đi người yêu. Mất đi người yêu em thì sao, mất đi người yêu đi với ai cũng thế thôi. Người yêu em trên thế gian còn rất nhiều, người yêu em đâu chỉ có riêng mình anh. Mất đi người yêu em thì sao, mất đi người yêu đi với ai cũng thế thôi. Còn yêu em anh sẽ không hề nói vậy, còn yêu em anh sẽ hiểu cho lòng em quá đau buồn. Nói chi lời đắng cay, nói chi lời oán than. Người ơi tại sao hôm nay em đành nói ra, em không muốn nghe, nói ra cũng thế thôi, nói ra cũng mất nhau. Giờ anh cương quyết hôm nay anh phải bước đi, em trắng tay. Đừng nói đã đến lúc ta không còn hiểu được nhau, đừng nói sao giờ đây em không còn hiểu được, làm sao anh hiểu cảm giác của em thế nào khi lòng em biết em sắp mất đi người yêu. Mất đi người yêu em thì sao, mất đi người yêu đi với ai cũng thế thôi. Người yêu em trên thế gian còn rất nhiều, người yêu em đâu chỉ có riêng mình anh. Mất đi người yêu em thì sao, mất đi người yêu đi với ai cũng thế thôi. Còn yêu em anh sẽ không hề nói vậy, còn yêu em anh sẽ hiểu cho lòng em quá đau buồn.